Tiếp theo chương trình sẽ là những tin sáng quan trọng khác liên quan đến thông tin Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa công bố điều trị thành công ung thư vú bằng tế bào gốc từ máu tự thân. Các chuyên gia ung thư cho biết thành công của phương pháp này mới chỉ được gọi là thử nghiệm lâm sàng. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Tư vấn Phản biện Hội Ung thư Việt Nam cho biết, đến nay Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ vẫn xem đây là thử nghiệm lâm sàng, chứ không phải là phương pháp điều trị chuẩn. Phương pháp điều trị ung thư vú bằng tế bào gốc mà Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa công bố cũng chỉ được gọi là thử nghiệm lâm sàng. Thành công của phương pháp này thực chất là thành công về phương diện ghép tủy khi các chỉ số trong máu trở về bình thường, là thành công của một công đoạn trong quy trình điều trị ung thư vú, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư, không phải chữa lành bệnh ung thư vú. Các chuyên gia cũng cho biết thêm, có một số loại ung thư khi áp dụng phương pháp ghép tế bào gốc điều trị thì thành công vài ca. Tuy nhiên, vài ca thành công không có nghĩa là các bệnh nhân đều có thể điều trị ung thư bằng ghép tế bào gốc là khỏi, vì còn phụ thuộc cơ địa mỗi người rất nhiều và có cả yếu tố may mắn.